Công ty trách nhiệm hữu hạn Tokyu BM Việt Nam là công ty quản lý bất động sản được thành lập bởi liên doanh giữa tập đoàn Tokyu chuyên phát triển xây dựng khu đô thị có bề dày lịch sử hơn 100 năm tại Nhật Bản và công ty Tokyu Community, công ty quản lý bất động sản số 1 Nhật Bản đã và đang quản lý gần 840.000 căn hộ, 1.532 tòa nhà tại Nhật Bản. Chúng tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn Tokyu BM Việt Nam, đang hướng tới mục tiêu trở thành công ty quản lý bất động sản chất lượng số 1 tại Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đang lên kế hoạch để cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tối ưu nhất, có 3 điều kiện tiên quyết. Một là đem đến không gian sống hiếu khách được gọi là Omotenashi trong tiếng Nhật. Thứ hai là cung cấp sự tiện nghi thông qua sử dụng công nghệ chuyển đổi số. Thứ ba là quản lý công việc bằng công nghệ DIS Nhật Bản. Về sự hiếu khách, đội ngũ nhân viên được đào tạo theo tiêu chuẩn của chúng tôi sẽ mang đến dịch vụ chất lượng phù hợp với đẳng cấp bậc nhất, giúp khách hàng cảm thấy thoải mái như đang sống trong chính ngôi nhà của mình. Về sự tiện nghi, chúng tôi sử dụng công nghệ chuyển đổi số chuyên biệt trong giao tiếp giữa khách hàng với công ty quản lý. Ứng dụng này cung cấp nhiều chức năng hữu ích như đăng ký tiện ích công cộng, gửi yêu cầu đến công ty quản lý và thanh toán chi phí quản lý hàng tháng. Khi dịch bệnh vẫn tiếp diễn, ứng dụng phát huy được hiệu quả giúp phòng chống lây nhiễm cho khách hàng. Về quản lý công việc, chúng tôi sử dụng hệ thống Country Droid, giúp người dùng có thể nhập kết quả kiểm tra thiết bị vào điện thoại thông minh và dữ liệu này sẽ được quản lý tập trung. Chúng tôi còn dùng công cụ chia sẻ thông tin để nắm bắt được nhiều sự việc xảy ra theo thời gian thực để khắc phục kịp thời, để cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất và đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng sâu sắc hơn.